Ngày 5 tháng 5, số ca nhiễm của Đài Loan vượt mức 30.000 ca, đạt 30.035 ca nhiễm mới, trong đó thành phố Tân Bắc 10.122 ca, Đài Bắc 6.422 ca, Đào Viên 4.872 ca. Ngoài ra có 71 ca nhập cảnh từ nước ngoài và ghi nhận 5 ca tử vong trong ngày. Toàn Đài Loan hiện có trên 50.000 ca nhiễm được cách ly chăm sóc tại nhà và rất nhiều người bị khoanh vùng cách ly. Ông Trần Thế Trung cho biết từ hôm nay sử dụng kit test nhanh tại nhà nếu kết quả dương tính, sau khi bác sĩ xác nhận thì được coi là nhiễm bệnh. Đồng thời cũng dự báo đến ngày 11 tháng 5 có thể đạt tới trên 75.000 ca nhiễm trong ngày. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh đã sửa đổi quy định. Theo đó, bệnh viện sẽ tiếp nhận điều trị những ca nhiễm mức độ trung bình và nặng. Đối với ca nhiễm có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng phải từ 80 tuổi trở lên mới được nằm viện nhưng không quá 5 ngày. Các nhóm gồm người già từ 70 đến 79 tuổi, người già đơn chức từ 65 đến 69 tuổi, thai phụ dưới 35 tuần sẽ ở tại cơ sở kiểm dịch hoặc khách sạn phòng dịch tăng cường, người dưới 69 tuổi nhưng không thuộc nhóm người già đơn chức từ 65 đến 69 tuổi áp dụng chăm sóc tại nhà. Mới đây trong nước xuất hiện ca nhiễm nặng bị tử vong là một cô gái ngoài 20 tuổi đã tiêm đủ 3 liều vaccine BNT, không có tiền sử bệnh mãn tính, đã qua đời chỉ sau 6 ngày kể từ khi phát bệnh. Đây là ca nhiễm nặng đầu tiên của Đài Loan ở độ tuổi mới ngoài 20 bị tử vong. Mặc dù bác sĩ cho rằng đây là trường hợp hiếm gặp, người dân đừng quá hoang mang, nhưng nhắc nhở mọi người nếu có triệu chứng thở hổn hển hoặc tức ngực, tim đập nhanh thì nhất định phải đi khám ngay lập tức. Mỗi khi đến giờ mở bán trước các hiệu thuốc đông nghịt người xếp hàng, mọi người đổ xô đi mua kể từ khi thực hiện mua kit test nhanh theo tên thật, nhưng chỉ cần chậm chân một chút là sẽ phải ra về trong thất vọng. Trên mạng Internet cũng phát hiện có người bán kit test nhanh bất hợp pháp, nghi là sau khi mua được bằng tên thật rồi cộng thêm giá chênh lệch để bán sang tay. Theo cảnh sát cho biết, nếu có người dân tự bán kit test nhanh, cao nhất có thể bị phạt tới 1 triệu đài tệ. Nếu có phản xô thì có thể phạt 3.000.000, cao nhất có thể phạt 100.000.000. Theo cơ quan kiểm sát điều tra, phát hiện một doanh nghiệp bất lương ở Đài Trung đã sản xuất thuốc thử COVID không hề được cấp phép. Người sử dụng có thể xét nghiệm bằng cách lấy máu ở đầu ngón tay. Sản phẩm này đã lọt ra thị trường và đã có 230.000 liều được bán ra tại hơn 90 điểm bán hàng. Hiện đã thu hồi hơn 70.000 liều. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết toàn cầu đang bùng phát dịch viêm gan không rõ nguyên nhân ở trẻ em, đã phát hiện gần 300 ca bệnh tại 20 nước. Căn bệnh kỳ quái này xuất hiện đầu tiên tại Anh. Đến nay, căn bệnh này đang được tiến hành điều tra tại các khu vực như châu Âu, châu Mỹ, Tây Thái Bình Dương và Đông Nam Á. Ca bệnh viêm gan không rõ nguyên nhân đầu tiên được phát hiện tại Scotland là một bệnh nhân dưới 10 tuổi. Tính đến nay, nước Anh đã có hơn 140 ca đang được điều tra. Mặc dù hiện nay có 10 trẻ em cần được thay gan, nhưng đa số những ca khác đều có triệu chứng viêm gan nhẹ. Khi mới nhiễm, trẻ sẽ có triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy và vàng da. Theo điều tra sơ bộ cho thấy, viêm gan không rõ nguyên nhân có liên quan đến virus adeno. Trong thời gian bùng phát dịch COVID-19 thì loại virus này đã giảm xuống tới mức bất thường, tới nay xuất hiện trở lại và bùng phát ở trẻ em. Gần đây, tại Indonesia có 3 trẻ em bị tử vong do viêm gan. Các cơ quan y tế đang điều tra nguyên nhân xem có liên quan đến dịch viêm gan không rõ nguyên nhân này hay không. Chụp ảnh chế độ tua nhanh ghi lại ánh nắng hắt xuống từ cửa hàng đẹp như chốn thần tiên. Đây là vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng thuộc tỉnh Quảng Bình, Việt Nam, một trong những hệ thống hang động lớn nhất thế giới được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Trước đây, khu rừng này là nơi thường xảy ra nạn khai thác gỗ trái phép. Tuy nhiên, hiện nay lại được canh giữ bởi những người trong quá khứ từng là lâm tặc. Nghe chặt gỗ trái phép, bây giờ tôi quay lại đây với tư cách là người bảo vệ rừng, với những chuyến tour về khám phá động vật với thiên nhiên. Anh Nguyễn Nhật Quảng năm nay 36 tuổi, 10 năm trước từng là một lâm tặc thường cùng đồng bọn lang thang trong các công viên quốc gia tìm đốn những cây gỗ quý sau đó bán qua biên giới, cũng từng vượt biên sang Lào khai thác gỗ trái phép và vận chuyển về Việt Nam. Tuy nhiên, những năm gần đây, sự biến đổi khí hậu đã khiến lượng mưa và lũ lụt cực đoan ở vùng rừng núi ngày càng nhiều, khiến anh thực sự lo sợ trước những hiểm họa thiên nhiên, nên đã chuyển nghề làm hướng dẫn viên địa phương và cũng tham gia bảo vệ rừng. Nhờ công ty du lịch thám hiểm đào tạo, 250 người trước đây làm nghề lâm tặc nay đã trở thành đội ngũ hướng dẫn viên địa phương. Trước đây có rất nhiều các băng nhóm khai thác gỗ trái phép hoành hành tại Việt Nam. Từ năm 2001 đến năm 2020, Việt Nam mất khoảng 3 triệu hecta rừng. Nhưng kể từ năm 2007, chính phủ nỗ lực ngăn chặn hành vi khai thác gỗ trái phép đã giúp giảm thiệt hại cho rừng 20% trong 20 năm gần đây. Công lao này thuộc về các công ty du lịch địa phương đã mạnh dạn thu nhận và đào tạo các lâm tặc, giúp họ thành công chuyển nghề trở thành những người bảo vệ rừng.